Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc đều lá lốt. Vâng, hàng lâu lắm mới về em Vũ Duy Ô Tô đang có mặt trước mặt các bác. Con này thì vừa được em sơn xi cả xe rồi nhá. Về các bác không phải làm gì nữa rồi, riêng về phần sơn. Còn đây là một chiếc xe với sử dụng la răng. Thì các bác có thể để ý là la răng đằng sau thì là đa chấu, còn la răng đằng trước thì là 5 chấu hình ngôi sao. Một chiếc xe 2001, động cơ máy xăng 1.6, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 5,5 lít trên 100 cây thôi ạ. Và dòng xe này thì là một dòng xe cũng khá là lồi lồng cối đá, và đặc biệt là giá của nó thì quá là mềm luôn. Con này em bán giá chỉ có 52 triệu đồng, không có mặc cả nha các bác nhá. Một chiếc xe màu sơn trắng đẹp đấy, bốn kính là chỉnh cơ. Vâng, máy số thì ngon và không có hơi thừa. Động cơ mượt mà, đấy, đều từ Hàn Quốc. Và con này thì mới đăng kiểm luôn, tháng 5 năm 2022 nhé các bác nhé. Vâng, đấy các bác chỉ cần nhìn xe như thế này là các bác biết là xe nó có chất hay không rồi. Đồng sơn đều, biển số Hải Phòng, chính tên chính chủ 15A18402. Con này thì đèn của chiếc xe thì khá là mới. Vì con này thì nói thật với các bác là em cũng đã về dọn dẹp lại rồi, nên là đèn em thay luôn, cả đôi đèn trước lẫn đèn sau. Nên là các bác nhìn như thế này là quá luôn là rồi. Về các bác chỉ có việc đi thôi. Giá 52 triệu đồng thì thực sự là các bác không thể kiếm đâu ra được một chiếc xe ngon như thế này đâu ạ. Máy thì chắc chắn là cam kết cho bác là không có đâm đụng, không ngập nước và không có hơi thừa nhá. Động cơ thì chạy mượt và dòng này thì nó bền, đi 200-300 cây một ngày thoải mái luôn. Đấy, lốp dày luôn, la răng đúc thể thao, lốp Michelin dày bình bịch nhá các bác nhá. Lốp vành 13, đấy các bác nhìn này, lốp Goodrich này, 17 inch này. Đấy, cua lốp của xe này thì các bác cũng không cần phải nghĩ ngợi đâu. À, cua lốp đây. Đấy, các bác nhìn này, cua lốp này. Rồi, sơn xi đồng sơn đều. Em sẽ quay quanh một vòng cho các bác để các bác cùng xem. Hôm nay tầm này là 1 giờ trưa rồi, nhưng mà đấy, xe đẹp thì cũng phải review cho các bác ngay. Đấy, DU lá lốt 2001, chính tên chính chủ, biển số Hải Phòng 15A18402. Con này được chủ cũ đi khá là giữ gìn và đi cũng lâu nay rồi. Và bác ấy bây giờ thì bác ấy không đi nữa và bác ấy để lại cho em Vũ Duy Ô Tô. Nội thất của xe thì vẫn còn tương đối. Đây các bác nhìn này, nội thất ghế da này, bên này thì ghế da đẹp luôn. Đấy, ghế da này, đây các bác nhìn nhá, ghế da này rất là đẹp. Đấy, ghế da sờ rất là mềm. Còn ghế bên này thì người ta ngồi nhiều, và lại chủ cũ người ta đeo chìa khóa nên đâm ra chỗ này rách một chút. Cái này thì bình thường thôi các bác ạ. Vâng, bình thường không có vấn đề gì, người ta gọi là như cân đường ở phường. Thế còn con này thì hệ số là 5 cấp nhá, số sàn 5 cấp, có số lùi móc. Nghĩa là các bác muốn lùi thì các bác phải sang bên trái, các bác móc lên và các bác gạt lên thì nó mới ra số lùi. Còn đâu bình thường như này là ok, không có gì cần phải để ý. Thế còn táp lô của xe thì cũng hơi cũ theo thời gian, và táp lô này thì nó lôm nhôm một chút. Đấy, cái này thì tiền nào của đấy thôi. Cái này về các bác có thể là dọn dẹp thêm một chút. Còn được cái con này là có cái màn hình này rồi, màn hình cam lùi này, điều hòa chỉnh cơ. Và điều hòa thì vẫn còn mát nha các bác nhá. Điều hòa mát lạnh. Còi thì to và máy số thì ngon. Lăn bánh 30 vạn luôn các bác ạ. Vâng, lăn bánh hẳn 30 vạn. Và đây các bác nhìn kính này, vẫn còn rất là trong. Đăng kiểm dài tháng 5 năm 2022. Gương chiếu hậu không chống chói. Còn trần nỉ của chiếc xe thì cũng tương đối theo thời gian. Đây trần này, các bác nhìn nỉ, chất nỉ. Rồi không gian ghế đằng sau đây. Vâng, với một cái chiếc xe mà cái tầm tiền các bác bỏ ra chỉ có 50 ấy, thì đây cũng là một mẫu xe tốt cho các bác. Gầm sàn tương đối. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, gầm sàn tương đối luôn. Rồi, chà, xe 50 thì là như thế này là ok rồi ạ. Tất cả kính của xe thì là quay tay hết các bác nhá. Kính quay tay. Vâng, và nếu bác nào thích kính chỉnh điện thì các bác có thể là đầu tư thêm khoảng cứ 1 triệu một kính, cộng với cái bộ tổng là 800.000, thì là các bác sẽ có ngay một chiếc xe có kính chỉnh điện rồi. Đấy. Còn đâu em bán giá này là xe ấy nhá, keo chỉ thì em không nói nữa vì con xe này nó quá cũ rồi. Thì keo chỉ nếu bà bảo là nó phải đẹp như xe mới thì không có đâu các bác nhá. Từ 2021 rồi, 20 năm rồi. Một chiếc xe 20 năm. Đấy, được cái sơn xi tôn vỏ đều. Xe thì bao cho các bác là không có đâm đụng nhá. Nhưng mà nó theo năm tháng thì chắc chắn là cũng đã phải làm tương đối là nhiều cái chi tiết. Thế nên là chất xe thì các bác nhìn như thế này là ok ạ. Vâng, kính quay tay cả xe luôn. Đấy, nó theo thời gian 5 tháng rồi các bác nhé. Vâng, đấy. Được cái là máy số của con này thì ngon. Đấy, gầm em sẽ mở cabo lên cho các bác xem. Đấy, cabo em mở cốp đuôi. Cốp đuôi cho các bác này. Đấy,
của nó vẫn còn rất là để đồ thì rộng rãi luôn, gia đình chở trước các thứ đồ đạc các thứ linh tinh đấy. Còn vì đây là một chiếc xe cũng đã lâu năm rồi đấy, nên là cái này thì cũng phiền phiến thôi, không có gì cho các bác đâu. Vâng đấy các bác nhìn đấy, cốp cáp sàn trước là được đấy. Chất xe thì nhìn như thế này là ok rồi, còn quan trọng nhất là máy. Vâng, máy của chiếc xe em sẽ review máy đây. Đấy, đè cái là lên, máy là ok luôn. Con này được cái là máy rất là khô các bác nhá, máy khô luôn, chạy rất khô và không có hơi thừa. Đấy, động cơ Eltec 1 đấy các bác à. Anh Văn ơi đỡ rồi em này. Đấy, máy con này là sử dụng động cơ chế hòa khí, máy động cơ 4 máy, máy 1.6 các bác nhá, máy không có hơi thừa. Đấy, đây các bác nhìn này, máy không hề có hơi thừa, không có hơi. Đấy, không hơi khói luôn này. Đấy, máy khô. Vâng, máy rất khô luôn. Con này thì khởi động bao giờ nó cũng sẽ tua cao lên một chút để làm sao để cho cái dầu nó được bôi trơn lên xung quanh máy nhá các bác nhá. Đấy, máy khô, dầu mỡ thì kiểm tra dầu đây. À các bác ạ. Đấy, dầu này. Cái này thì em sẽ kiểm tra và thay dầu cho các bác. À, dầu ơi, nó hơi đen một chút. Đấy. Đấy, chà, chỗ này cửa dầu này nó vẫn có áp nên là nó sẽ ra dầu. Đấy các bác nhỉ. Đấy, máy rất khô. Lái, chợ lái dầu các bác nhá. Đây, chợ lái dầu này. Đấy, ắc quy này. Đầu răng thì đây, tương đối thôi. Đấy. Nói chung là chiếc xe này, dòng này thì máy số nó rất là bền. Vâng, à, máy số bền luôn. Cầm khô. Hãy đóng cabo em á. Vào đây. Đấy, gầm bệ của nó chỉ vậy thôi ạ. Vâng. Với cái tầm tiền các bác bỏ ra chỉ có vô 50 thôi. Đấy, máy rất là ok luôn, gầm thì cũng được. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Siêu Tô. Một chiếc DU Lá Lốt 2001. Đấy, máy ngon, côn số nhẹ nhàng, gầm bệ chắc chắn. Đấy, đang có mặt tại Vũ Siêu Tô. Anh ơi đi về đây. À, bây giờ thì em sẽ kiểm tra cam lùi. Anh ngồi bên kia đi, anh ngồi lái. Ở đây tí quên áo. Đấy. Vâng, đây các bác nhìn này. Chất xe chỉ cần nhìn các cái chi tiết sườn này là các bác biết rồi. Đấy. Vâng. Đấy, xe lùi nào, lùi nào, lùi nào. Lùi à? Cam lùi đâu? Móc mà. Móc lên nhá. Đấy, cam lùi đầy đủ các bác nhá. Rồi, tiến lùi này. Máy số ngon, không lỗi lầm. Đấy. Rồi, ta đi về đây. Vâng. Úi giời. Gà khỏe gớm nhỉ. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh em Vũ Siêu Tô. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy, DU Lá Lốt 2001. Máy ngon, côn số ngọt. Đấy, động cơ mượt mà, không có hơi thừa. Xin cảm ơn và xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.